ôm lại một tí về cái tính chất. Chúng ta có tính chất của tích phân á, tích phân là dấu cộng dấu trừ là chúng ta thoải mái tách ra, nên là đối với cái bài này mình ngay lập tức mình sẽ tách được cái tích phân của fx cộng cho cái tích phân của sin. Nhớ là tách trước nha. Là mình sẽ có tích phân từ 0 đến đi chia 2 của fx cộng cho tích phân từ 0 đến đi chia 2 của 2 sin x. Thì tích phân này là đề cho kết quả rồi. Tích phân này đề cho là 5. Nguyên cái tích phân này có giá trị là 5. Còn tích phân này có thể em làm tay hoặc là em bấm máy tính cũng được. Nói chung là những cái câu này rất là gọn ha, nên là bấm máy cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà với điều kiện là mình đã thuộc rồi nha, đã thuộc các công thức nguyên hàm rồi, thì mấy cái này thôi cho em bấm luôn. Đi thi thì mình cũng bấm mấy cái này thôi, tại nó rất là nhanh, không có gì khó. Đây, tích phân này ra 2. Và kết quả chúng ta được 7. Đó là xong nha, xong cái dạng mà ta gọi là tách cận. Tách cận. Còn bây giờ chúng ta sẽ xuống cái tính chất kế tiếp, tính chất mà sử dụng nguyên hàm của F phẩy. Dạng 2.21. Nguyên hàm của F phẩy. Nè, chúng ta để ý cái này. Nguyên hàm của f phẩy x, f phẩy x nguyên hàm là mất cái dấu đạo hàm là thành fx. Đó, nhớ là nguyên hàm của f phẩy là f, còn nguyên hàm của f hai phẩy nếu mà gặp f hai phẩy thì nguyên hàm nó sẽ mất bớt một cái, nó thành f một phẩy. Nguyên hàm của f hai phẩy là thành f một phẩy, rất là nhanh thôi. Là xuống câu 1 luôn nha. Câu 1. Chúng ta là có nguyên hàm đi, xin lỗi, tích phân đi từ 0 đến x của f phẩy t dt. Thì nguyên hàm của f phẩy t chính là ft. Nguyên hàm của f phẩy t chính là ft cận từ 0 tới x thế vào cận trên, thế vào cận trên là fx x thế vào, đem cái x này nè lắp vào t là f của x trừ cho số 0 thế vào, mà f0 đề cho rồi nè, f0 đề cho bằng 1, vậy kết quả ta được fx trừ 1. Quen là bạn nào nhiều bạn nào chắc bạn nào đặt tên lại đó. Câu đầu tiên cũng rất là nhanh thôi, mấy cái này thì rất là cơ bản nên thầy cũng làm nhanh chứ cũng không có cái gì khó, bình thường nha, rất bình thường. Rồi chúng ta xuống câu số 2. Câu số 2 cứ đúng kiến thức cơ bản mà làm thôi. Người ta cho những câu như câu số 2 này để anh chi để cho ép chúng ta phải học cơ bản chứ không dùng máy tính. Những bài như thế này đâu có dùng máy tính được, đâu có cái hàm số nào để bấm máy đâu. Bởi người ta hay còn gọi hay hay gọi đây là những cái tích phân của hàm ẩn. Nhưng mà hàm ẩn ở dạng cơ bản nhất. Chưa có gì đặc biệt cả, chưa có gì khó khăn cả. Chúng ta cứ đúng quy trình thôi. Đúng quy trình là gì? Tích phân từ 3 tới 5 của 4 F phẩy. Số 4 để lại, số để lại nguyên hàm của F phẩy x là Fx. Cận từ trừ 3 đến 5.
Rồi bắt đầu thế 4, 4 mở ngoặc ra. Cận trên thế vào F5, trừ cận dưới thế vào F-3. Mà đề cho hết trơn rồi. F5 đề cho bằng 9. F của trừ 3 đề cho là 1. Rồi 9 trừ 1, 8, 8, 4, 3, 2. Đấy, kết thúc. Nhớ chỉ cần nhìn nguyên hàm của F phẩy bằng F là xong. Rồi xuống câu số 3, câu số 3 thật sự là mấy câu này cho em để em biết được cái những cái cơ bản nhất thôi. Mấy bài này mình làm lẹ. Nguyên hàm của F2 phẩy. Nguyên hàm của F2 phẩy là nó sẽ móc bớt một cái dấu thì nó còn thành F1 phẩy. Nguyên hàm của F2 phẩy là F1 phẩy. Cận từ 2 tới 4. Rồi cận trên thế vào F phẩy của 4. Trừ cận dưới thế vào F phẩy của 2. Đề cũng cho hết trơn luôn rồi. F phẩy của 4 bằng 5. F phẩy của 2 bằng 1. Vậy có kết quả rồi. F phẩy của 4 là 5. F phẩy của 2 là 1. 4. Đó. Vì trông nhanh quá không ghi kịp. Nó cũng rất là nhẹ thôi. Câu 4 nó cũng tương tự vậy thôi chứ không có gì rắc rối. Một câu nữa rồi nó chuyển qua dạng khác nha. Mấy cái này em nắm nguyên tắc một cái thôi là em đã làm được mấy cái tương tự rồi. Câu 4 nè, mình có nguyên hàm của F phẩy là F 1, 1 tới 3 của F phẩy. Nguyên hàm của F phẩy là F Fx cận từ 1 tới 3 tương ứng là F cận trên trừ F cận dưới, mà đề cho cái này bằng 5 thì chúng ta cứ ghi lại bằng 5. Rồi có cái nào thế cái đó, F3 thế bằng M, F1 thế bằng 1, chuyển với 5 cộng 1 6. 6 thì nó sẽ thuộc cái câu C. 6 sẽ thuộc từ 3 tới 10. Rồi sau này người ta có cho mấy cái liên quan tới F phẩy gì đó thì cứ làm bình thường thôi. Nên dạng này vẫn là dạng gọi là mức độ hiểu hiểu cơ bản, dùng để khắc chế máy tính. Rồi chúng ta qua nha. Dạng này có cấn gì không? Rồi, có gì chúng ta qua kiểu này nhé, kiểu này cũng dễ à. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái tích phân từng phần luôn. Chúng ta đã học nguyên hàm từng phần rồi thì bây giờ sang tích phân từng phần, nó cũng y hệt vậy. Y hệt nè, nó chỉ thêm cái cận vào thôi. Lúc trước chúng ta học nè, tích phân sẽ là, xin lỗi, nguyên hàm sẽ là gì? U nhân V. U nhân V. Còn bây giờ mình thêm cận vào, U nhân V trừ cho tích phân VDU. Tự động mình thêm cái cận vào thôi.
lúc trước nguyên hàm thì không có cận, còn tích phân thì thêm mấy cận. Và cái quy trình đặt u nó cũng thống nhất với nhau là nhức lóc gì ta, em nhớ hai cái thôi, cái này còn nhớ không được, nhớ nhiều mất công quên làm gì, nhớ hai cái thôi đâu, cứ nhức lóc gì ta, còn lượng với mũ thì đặt kiểu gì cũng được chứ. Nó xuống từng phần luôn nha. Và dấu hiệu của từng phần là cái gì? Đa thức nhân loga, đa thức nhân mũ, đa thức nhân lượng giác. Nhớ cái dấu hiệu nhận dạng. Nhìn vào cái đề toán nè, ví dụ như câu 1 chúng ta sẽ thấy nè. Có đa thức nhân logarit. Đa thức nhân logarit là chắc chắn sẽ dùng từng phần. Theo thứ tự đặt u là gì? Nhất log, đặt log trước, log xong mới tới đa. U nè. U là logarit. DV là phần còn lại. Phần còn lại là 2x trừ 1. Nghĩ cái mấy cái này là các em là nó ổn rồi nên là không có gì phải bàn chỗ này. DU. DU là đạo hàm, log DV(x) đạo hàm là 1 phần x. Còn nguyên hàm của 2x là x bình. Nguyên hàm của 1 là x. Rồi tới đây chúng ta sẽ được cái tích phân y bằng u nhân v. U nhân v. Nhớ cái đường chéo nè, cứ nhớ đường chéo u nhân v. Mà bây giờ chúng ta sẽ có cái cận vào. Bên nguyên hàm thì không cần cận nhưng mà bên tích phân cho cái cận vào. Cận đi từ 1 tới 2 trừ cho tích phân hai cái này nhân cho nhau. Bây giờ chúng ta nhân phân phối luôn đi nha, chứ đừng có ghi xong rồi mới nhân. Bây giờ nhân phân phối luôn nè. X bình nhân 1 phần x. X bình nhân 1 phần x thì còn x. Rồi để thì ghi ra xíu nhìn đi. Nè, x bình nhân 1 phần x là x. Rồi x nhân 1 phần x là 1. Không được chỗ ghi rồi. Cái này là cận trên thế vào trừ cận dưới thế vào. Cận trên mà chúng ta phải thế bằng tay luôn nha. Mấy cái loga này chúng ta thế tay riết cho nó quen. Loga nè. 2 thế vào 2 bình phương là 4. 4 trừ cho 2 là 2. Em tập nhẩm mấy cái này nó sẽ nhanh thôi à. Mình không tập là mình sẽ không biết đâu. Mình cứ phụ thuộc vào máy tính riết rồi mấy cái này mình không có nhẩm nổi. Nhưng mà nó cũng rất là dễ thôi. 2 bình phương là 4. 4 trừ 2 bằng 2. Log Neper của 2 để xuống. Còn 1. 1 trừ 1 là 0 rồi. 0 nhân cho cái gì cũng bằng 0 thôi. Nên số 1 thế vào là bằng 0. Đây, nguyên cái cụm này là bằng bằng này thôi. Rồi cái đuôi đằng sau trừ, mở ngoặc ra đi nha, mở ngoặc ra đi cho em. X nguyên hàm là x bình chia 2, 1 nguyên hàm là x cận từ 1 tới 2. Để cho không bị sai dấu mình làm như vậy. Dấu trừ mở ngoặc ra. Cái dấu trừ này nè. Cái dấu trừ này là dấu trừ đây nha. Rồi cận 2 thế vào. Cái này thì có thể thấy bằng máy tính cũng được. Cái này thì có thể bằng máy tính. Tại vì nó không có loga thì em có thể dùng máy tính em thế. Cái máy này nó to quá thôi, dùng máy này nhé. Cái máy nó chiếm màn hình quá. X bình chia 2. Thầy nhẩm thì cũng được đó, nhưng mà đôi khi em lại không theo được. Thế số 2 nè, cận 2 thế vào. Thấy 2. 2 thì được 0. Bây giờ mình vào.
Số 2 thế vào chúng ta được 0, cận trên thế được 0, trừ cho cận dưới thế. Cận dưới là số 1. Đấy. Được âm 1 phần 2. Vậy cuối cùng chúng ta sẽ đếm nè. Nó tới 3 cái dấu trừ rồi. 3 cái dấu trừ là ngoài, cuối cùng mình sẽ được là 2 log neighbor của 2 trừ 1 phần 2. Dạng này chỉ cần kỹ dấu thôi. Thật sự là nhiều học sinh làm hay sai dấu lắm. Mấy cái dấu trừ á. Thật sự là chúng ta chỉ cần quan tâm là cái việc để dấu ngoặc cho nó chính xác thôi. Dấu ngoặc chỗ này để cho chắc ăn cái dấu trừ. Còn số 0 là cái gì? Số 0 là cận 2 thế vào thì được 0, cận 1 thế vào thì được trừ 1 phần 2. Mình có 3 dấu trừ nên cuối cùng kết quả là dấu trừ. Được mấy cái dấu đó không? Được mấy cái dấu đó không hơn? Trong mấy cái dấu đó chúng ta cứ đi từ từ. Đi từ từ nhẹ nhàng, đừng có vội quá, vội là dễ sai dấu đó. Tính cẩn thận không bao giờ thừa cả. Số câu số 2 nha, câu số 2 là cộng từ 0 tới pi chia 2 thì xóa bớt mấy cái này nha, cho dễ nhìn. 0 đến pi chia 2. Thì cách đặt cũng là quá quen rồi. Nhất log nhì đa, không có log thì đặt u bằng x, u bằng đa thức, u bằng x. Và những bài như thế này nè là cái sai nó nằm ở chỗ gì, thường là học sinh không có nhớ chính xác công thức. Lúc thì nguyên hàm của sin là cos, lúc thì trừ cos, có nghĩa là em nhớ không có kỹ thì chúng ta phải làm và chịu khó học công thức cho thiệt là tốt. Và nói đi nói lại rồi, cái công thức là cái trang bị của mình, trang bị mình phải tốt thì mình mới đi ra chiến trường, mình mới chiến đấu tốt được. Chứ còn trang bị mình không ổn, bước ra là không biết sử dụng cái nào để làm hết, hoặc là sử dụng sai mục đích là cuối cùng chúng ta sẽ bị hạ gục thôi. Ở trên đạo hàm ở dưới nguyên hàm của sin là trừ cos. Rồi u nhân v, u nhân v cái để cái dấu trừ phía trước nha, để dấu trừ phía trước u nhân v cận từ 0 tới pi chia 2 trừ cho nguyên hàm v đây u. Một cái dấu trừ của công thức thêm cái dấu trừ của con cos nữa nên chỗ này thành dấu cộng. Đó. Từng cái dấu chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Rồi pi chia 2 thế vào, cận trên pi chia 2 thế vào. Cận trên thế vào, trừ cận dưới thế vào. Rồi nguyên hàm của cos là sin. Thiệt kỹ mấy cái dấu này nha, cận trên thế trừ cận dưới thế, nguyên hàm của cos là sin. Thế vào chúng ta sẽ có là trừ pi chia 2
cos bi chia 2. Không thấy vào thì không nhân cho cái gì cũng bằng không thôi. X thế vào không đó. X nhân cho cos thì cũng bằng không rồi. Rồi chỗ này chúng ta cứ kiểm tra thôi. Bạn nào mà nhanh nhạy thì biết được, còn bạn nào không nhanh nhạy thì cứ ngồi kiểm tra rất là đơn giản. Bấm cos bi chia 2. Nhớ chuyển máy tính về độ. Nhớ chuyển, xin lỗi, chuyển máy tính về radian. Radian R nha. Bấm cos bi chia 2. Cos bi chia 2. Kết quả được không? Vậy là nguyên cái dây này nó bằng không rồi nè. Nguyên dây này bằng không luôn. Cos bi chia 2 bằng không. Không mà nhân thêm cho bi chia 2 nữa càng không nữa. Thì cuối cùng mình chỉ còn cái đằng sau thôi. Còn cái này thôi, sin bi chia 2 trừ cho sin 0. Sin bi chia 2 là 1, sin 0 là 0. Để em có thể thuộc mấy cái đó đi. Thuộc được thì tốt. Mình sẽ làm nhanh, còn không thuộc thì mình buộc phải dùng máy tính. Cos bi chia 2 là 0, sin bi chia 2 là 1. Còn không được thì lấy máy tính bấm nha, sin bi chia 2, sin 0 rồi. Nói chung là cái dạng này thì nó không có khó, chỉ là cẩn thận giấu. Và quan trọng là gì? Là chúng ta làm trong thời gian bao lâu thôi. Nếu chúng ta thuộc công thức thì chúng ta làm rất là nhanh. Còn chúng ta vẫn chưa thuộc công thức thì mình rất là mò. Tại vì làm tới đâu mình cũng phải ngồi mình xem lại công thức tới đó. Làm một bước tìm công thức một bước. Cứ mỗi lần làm là mỗi lần phải đi coi công thức. Thì hiển nhiên nó phải chậm rồi. Giống như chúng ta làm gì nó cũng phải coi cái hướng dẫn sử dụng nha. Còn nếu mà hướng dẫn sử dụng chúng ta đã tốt rồi, chúng ta làm rất là nhanh. Đại diện là nãy giờ chúng ta làm đại diện là một câu nè. Đa thức loga, một câu đa thức lượng giác. Rồi nhờ tiếp một câu đa thức mũ nha. Đa thức cái mũ. Câu 3 thì nó cũng tương tự như câu 1 thôi. 3 với 1 giống nhau, các em tự làm được. Câu 1 làm sao, câu 3 làm y vậy. Xuống câu 4. Câu 4 là đa thức, một cái đại diện cho đa thức nhân cho mũ. Rồi tự làm thử coi kết quả ra như. Cho thời gian rồi tự làm. Cách đặt thì nó quá quen rồi, đặt U bằng X, DV bằng M của X. Cho bạn khoảng 3 phút đi. Chứ mà thầy làm hết thì mọi thứ các em không có gọi là chủ động được. Mình cứ làm.
Rồi làm xong rồi so sánh với bài của thầy, chúng ta tự làm xong và bây giờ là đến công đoạn chúng ta so sánh. So sánh để mình tìm, mà nếu mà mình giống rồi thì không sao, còn nếu mà mình khác thì mình coi cái vì sao mình khác, coi cái mình có nhầm dấu hay không, mình có sai công thức hay không. Các bạn có giống này không? Các bạn được một không? Nếu bằng một rồi xong nhé. Để ý mấy cái ví dụ như e mũ một, một thế vào một thế vào là e mũ một thì thầy ghi e thôi, thầy mới ghi e mũ một đâu, còn e mũ không thì kết quả ra một. Được chưa? Không thấy không? Nó thì làm đại diện vài câu thôi, đại diện vài câu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm những cái câu mà có A, B, C xem sao nha. Có làm A, B, C xem sao. Câu số 7. Câu số 7 này là nếu mà em nhảy vào mà em đặt U bằng LNX liền là em sẽ bị đứng hình. Là tại vì sao? Vì nó có cái dấu cộng 1 cộng x. Nên là đối với câu 7 này chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác tách ra trước. Có nghĩa là nó là dấu cộng mà, dấu cộng mình được phép tách ra. Tách cái tích phân từ 1 tới e cộng cho một cái tích phân. Đó, như thế này mình mới từng phần được. Tích phân từ 1 tới e của 1 thì dễ, thầy làm cái này nha, còn cái đằng sau em tự làm xíu. Nguyên hàm của 1 là x. Thế vào cận trên thế vào là e trừ cận dưới thế vào là 1. Đó, còn cái này thì từng phần nè. Từng phần ra kết quả xong cộng với cái này nữa. Đó, cho thời gian em tự làm cũng là 3 phút.
Rồi thử so sánh nha. Bây giờ thử so sánh. U là log này b ít nhất log gì đa mà. DU là 1 phần x. Nguyên hàm của x là x bình chia 2. Và chúng ta sẽ được tích phân. Cái tích phân này thì tạm thời đặt nó là y đi nha. Cái này đặt là y. Y sẽ bằng U nhân V. Cho cận vào từ 1 tới E. Trừ cho tích phân VDU, hai cái này nhân nhau, hai cái này nhân nhau là mình thu gọn luôn sẵn đi nha. 1 phần x nhân x bình chia 2 thu gọn luôn này. 1 phần x nhân x bình chia 2 thu gọn là được x chia 2. Rồi thế nè. E thế vào là chúng ta được E bình phương chia 2. Log nơi be của E. Mình phải biết mấy cái này luôn. Log nơi be của E là 1. Còn log nơi be của 1 là 0. Để ý mấy cái này để làm nhanh. Log nơi be của E là bằng 1. Vì log nơi be là cơ số E. Cơ số E của E thì bằng 1. Còn logic của 1 thì luôn luôn bằng 0. Vậy chỗ này khi mà thế e vào là thầy sẽ có là gì, e bình chia 2 nhân log nơi be của e, mà log nơi be của e là bằng 1, trừ cho số 1 thế vào. 1 thế vào là 1/2 log 1, mà log 1 bằng 0 thì nó mất rồi. Vậy cuối cùng mình chỉ còn e bình phương chia 2. Không biết được không, hay sẽ hay ghi thêm bước, hay ghi sợ mất công mà nói thì nói thôi. Còn à hay trừ đó là từ từ, cái này x nguyên hàm là x bình chia 2 mà chia 2 nữa nên là chia 4. Rồi bắt đầu nè, hồi nãy có nói rồi là gì, logic nơi be của e thì bằng 1, vậy chỗ này còn e bình chia 2. Logic nơi be của 1 thì bằng 0, vậy nó mất nè. Chỗ này trừ, mở ngoặc ra, dấu trừ này cận trên thế vào e bình phương chia 4, trừ cận dưới thế vào 1 bình phương e bình chia 2 trừ e bình chia 4. Ghi ở trên đây nha, e bình chia 2 trừ e bình chia 4, trừ với trừ là cộng, hai cái này thu gọn. Mình cũng giống như là lấy 1 phần 2 mà trừ cho 1 phần 4 nhé. 1 phần 2 trừ cho 1 phần 4. Những cái đóng khung màu đen này của thầy sẽ là e bình chia 4 cộng 1 phần 4. Vậy cái kết quả cuối cùng là mình cộng thêm này nữa nè. Lấy hai này cộng lại. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là nha. E bình chia 2 và e bình chia 4 cộng e rồi trừ 1 mà cộng 1 phần 4 là trừ 3 phần 4. Hai số nè. Trừ 1 rồi cộng thêm 1 phần 4 là trừ 3 phần 4. Không biết là lấy máy tính bấm là sẽ thấy. Vậy A của chúng ta là đứng trước E bình. Vậy A là 1 phần 4. Chốt lại nè. A là 1 phần 4 nè. B đứng trước E. B đứng trước E là số 1. C là số cuối cùng. Trừ 3 phần 4. Vậy đáp án của chúng ta là câu câu nào? Câu nào đáp án chưa?
Đáp án là câu nào Trường? Đáp án em ra câu nào? Câu nào có đáp án chưa? Câu nào cứ nói thử nào. Phải không? Nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ lại lần nữa. Chúng ta có A. A là cái đứng trước của X. Câu xin lỗi, của E bình, nên A là 1 phần 4. B là đứng trước cái chữ E nên là 1. Còn C là cái cuối cùng, trừ 3 phần 4. Đáp án là gì Quỳnh Anh? Quỳnh Anh, bạn đang lát phải không? Ao ra ao vô cái gì? Phú. Con đê. Chắc con đê chưa? Chốt đáp án là gì chốt? À không, nhầm. Câu C. Câu C, chúng ta làm đến tận cùng rồi, chúng ta phải cẩn thận tuyệt đối. Đến đây là C. A là 1 phần 4 nè, nhìn kỹ nè, A là 1 phần 4 nè. B là 1 nè, thì 1 phần 4 trừ 1 thì ra trừ 3 phần 4 là câu C. Hãy kể cho đó cho thương. Cái câu này rất dễ nhầm luôn, nói thật với các em rồi. Và đi thi nó chỉ có, nếu mà xuất hiện mấy câu A, B, C của tích phân chỉ xuất hiện đúng một câu thôi. Và sau này hơn thua nhau chỉ cần câu thôi, chứ không cần nhiều. Lệch nhau tiện câu thôi là đủ để phân biệt được đại học này với đại học kia rồi. Thiệt kỹ dấu vào, thiệt kỹ dấu. Chắc phải cho làm cái này thêm một cái nữa chứ thấy vẫn chưa an tâm. Từ từ nha, kéo xuống đây cho em làm thêm một cái ABC của nó cái này. Chị thấy cũng bất ổn quá. Chưa đạt được độ hoàn hảo. Này, tập này cho hơi ít. Đợi xíu nha, để khi câu hỏi. Xong cũng cần hết rồi. Không, hết câu hỏi tương tự rồi. Để bữa sau khi làm đề thì sẽ cho lại. Chúng ta vừa mới làm một cái từng phần mà có hàm cụ thể. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng kế tiếp từng phần, người ta gọi là từng phần của hàm ẩn. Từng phần của hàm ẩn. Hàm ẩn có nghĩa là cái hàm nó có F phẩy, nó có F này kia. Đây là một dạng vận dụng. Câu số 1 ghi đề bài. Cái thao tác ghi đề bài để cho mình nắm được là mình đang có cái gì. Ở đây mình có ba cái. Thứ nhất F1 bằng 0. Một cái.
F2 bằng 2. Hai cái. Cái thứ ba là có cái tích phân từ 1 tới 2 của Fx bằng kết quả là 1. Đó, có 3 cái nha. Hiện giờ chúng ta đang có 3 cái. Và yêu cầu tính cái thứ tư là cái y này. Đó. Cho 3 cái, tính cái thứ tư. Và chúng ta thấy là mấy cái tích phân này cái cận giống nhau, tích phân này cận giống nhau, không có đổi cận, không có thay cận gì cả. Và có một cái dấu hiệu đặc trưng luôn là nó có F phẩy ở trong đó. F phẩy nhân thêm cái gì đó nữa. Có thể là F phẩy nhân x, có thể là F phẩy nhân cho 3x, nhân 4x gì đó. Nhưng mà luôn luôn có một cái đặc trưng là F phẩy ở trong đó. Thì cái bên chú ý thì cũng có ghi rồi, cách đặt á. Cách đặt u bằng x, rồi dv là f phẩy và nguyên hàm của f phẩy là f. Đây, cho cách đặt. Đặt xong xuôi nè, đặt U với DV nè. U với DV. Đạo hàm. Và nguyên hàm. Nguyên hàm của F phẩy. Thì nhấn đi nhấn lại là F. Rồi, chúng ta dùng cái từng phần nè. Từng phần là gì? U nhân V. U nhân V cận từ 1 tới 2. U nhân V trừ cho tích phân VDU. Tích phân VDU. VDU là Fx dx. Những câu như thế này là không bao giờ bấm máy được trơn. Học đúng công thức thì mới làm. Rồi có hết trơn rồi đó. Mình chỉ việc thế nè. Coi thế nè. Cận trên thế vào. Cận trên chỗ nào là x cứ thế là số 2. Mình sẽ có là 2F2. Trừ cận dưới thế vào. 1F1. 2F2 trừ 1F1. Trừ. Rồi cái tích phân này đề cho rồi nè. Cái tích phân màu vàng này đề cho kết quả rồi đây. Đây. Có hết. F2 màu xanh có luôn. F1 màu xanh lá có hết. Rồi tới đây thế thôi. Cái màu vàng này để cho bằng 1 nè. Cái màu vàng này cho bằng 1 nè. Màu xanh F2 là bằng 2 nè. F1 là bằng 0 nè. 1 nhân cho 0 thì khỏi ghi đi. Phải ghi đi. Em biết 1 nhân cho 0 á. Trừ 1 đem xuống. 2 nhân 2 là 4. Trừ 1 là 3. Đây là cách để khắc chế máy tính. Nó cũng rất là bình thường thôi, cũng không có gì là cao siêu cả. Đặt U với đặt DV, xong rồi UV trừ VDU. Kịp chỗ này không Trang? Dạ kịp thầy. Lên lên thấy bài này được không? Lên hai bạn Linh luôn. Dạ được. Rồi, là cái tiết thôi. Mày nhẹ nhàng lắm. Mình thấy đúng là được. Sang câu 2 nó cũng y vậy nha. Câu 2 cho 2 cái.
Câu 2 cho 2 cái. Thì tông màu khác nhau để cho em dễ nhìn nha. Cho 2 cái. Tính cái 3. Thì có một bạn nào đang bật mic. Hôm nay có cái mạng không được ổn định, bị ao ra ao vào. Chịu khó nha, nếu mà bạn nào bị mạng không ổn định thì chịu khó xem lại video. Nói chung là có video thì được cái là em cứ tua thôi. Cái đoạn nào mà mình hiểu rồi thì mình cứ tua nhanh qua, còn đoạn nào mình chưa hiểu thì mình cứ tua đi tua lại, coi đi coi lại 2-3 lần. Đó là lợi thế của video ấy. Hôm nay mình thấy mình hiểu rồi mình cứ kéo qua luôn. Bài này nó hơi ngược của bài trên nha. Bài này là ngược của bài trên. Em sẽ làm để em thấy cái nó ngược như thế nào. U với DV thì giống hệt nhau. U vẫn là X, DV vẫn là F phải. DU là DX, nguyên hàm của F phải là F. Vậy cái tích phân nè, cái tích phân màu vàng này nha, mình đang lắp ở cái tích phân màu vàng nha, đang đặt ở cái màu vàng này. Suy ra cái tích phân màu vàng này nha, bằng x nhân fx cận từ 0 tới 1 trừ cho tích phân VDU bằng 5. Cái số 5 này nè, cái số 5 này đem xuống đó nha. Cái số 5 chỗ này đem xuống. Rồi tương đương chỗ này là thế. Một thế vào là 1F1. 1F1. 0F0 là bằng 0 rồi. 0 mà nhân cho F0 là bằng 0. Trừ cho cái tích phân mình đang tìm nè. Cái tích phân này mình đang đi tìm nè. Đó, cái màu xanh mình đang đi tìm trừ cho cái phân một y nè bằng 5. F1 đề cho là 6, vậy y của mình bằng mấy? Y chúng ta sẽ được là 5, ta sẽ nói 1. Em thấy cái câu 2 này với câu 1 nó hơi ngược nhau không? Câu 1 là người ta cho cái tích phân của Fx tính. Còn câu này là mình sẽ cho cái tích phân từng phần nó bằng. Xong rồi tìm ngược lại cái tích phân của Fx. Được chỗ này em Quỳnh Anh, mạng ổn định chưa? Trường cái lớp mạng ô banana đi lớp ăn sao không nào vào rồi nè, không có em đi lớp rồi nãy thấy em 3 giờ em ăn những ai đã bị ao rồi. Hiểu con này không thì lên. Em cứ gì em cũng cứ nói, thoải mái nói, cái nào không được cứ nói. Tại vì đôi khi có những cái mà đối với thầy thì nó dễ đó, nhưng mà đối với em thì chưa có dễ. Nó cứ mạnh dạn nói. Thầy thì làm quen quá rồi nên thầy nhìn vào là thầy thấy hết trơn à. Còn em chưa quen thì có cái này chưa thấy, cái kia chưa thấy.
Tiếp câu số 3. Này là ai đó. Câu 3. Câu 3 thử các em tự làm xem sao. Thử tự làm. Thử trải nghiệm xem đúng sai không quan trọng ở đây. Quan trọng là sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm để chúng ta vấp chỗ nào chúng ta sẽ nhớ chỗ đó. Làm đi thì tự động mình sẽ thấy được. Tại sao lát nữa chỗ này thêm cái này, chỗ kia thêm cái kia. Bài này cũng đặt giống bài trước. U là x nhưng mà bài này sẽ là x cộng 1. Đây. DV quen thuộc. Đây là một cái dấu hiệu đặc trưng luôn nha, bắt buộc phải đặt DV là F phẩy. Để cho cái nguyên hàm của nó thành F. Ok, câu D đúng không? Chúng ta làm thử nhé. Rồi, cái tích phân này là U, U nhân V, x cộng 1 nhớ đóng mở ngoặc nha. Một cái tổng mà nhân cho một cái thì phải đóng mở ngoặc. Cộng từ 0 tới 1, trừ cho tích phân VDU, FX, DX. Để cho cái tích phân này bằng 10 nè. Ráp số 10 xuống. Ráp số 10 xuống. Tương đương. Số 1 thế vào 1 cộng 1 là 2. 2F1. Số 0 thế vào. Số 0 thế vào là 1F0. 1F0 là F0 đó. Trừ cho cái tích phân này. Cái tích phân này là cái mình đang đi tính nè. Cái này là cái mình đang cần tính nè. Nên nó là chữ y của mình đó. Trừ chữ y. Số 10 số. Cái này để cho bằng 2. 2 trừ y bằng 10. Vậy trừ y bằng 10 trừ 2 là 8. Đổi dấu. Đúng rồi, còn về. Xem. Ok.
Nên ta vừa mới trải qua cái tích phân gọi là tích phân từng phần, nó cũng giống như nguyên hàm từng phần vậy, chẳng qua nó thêm cái cận thôi. Từng phần nó dễ lắm, nó chỉ đúng mấy cái kiểu là đa thức lượng giác, đa thức mũ, đa thức loga. Còn sau đó mình có thêm vài cái hàm ẩn. Hàm ẩn một cái đặc trưng của nó là gì? Có f phẩy, có f phẩy nhân thêm cho cái gì đó nữa. Ví dụ f phẩy nhân x, f phẩy nhân 3x, f phẩy nhân x cộng 5 đại loại vậy. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu đặc trưng để chúng ta biết là chúng ta sẽ dùng tích phân từng phần. Còn như bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái kiểu bài mà nó rất là đa dạng, đó là kiểu bài về đổi biến, tích phân đổi biến. Tích phân đổi biến đặt t nó có rất nhiều cách đặt. Ví dụ như mình gặp mũ lớn thì mình cũng đặt, đặt căn mình cũng có thể đặt, lượng giác mình cũng có thể đặt, mẫu mình cũng có thể đặt. Nên là cái đặt t là một trong những cái rất đa dạng. Nên cái này chúng ta sẽ làm khá là nhiều. Còn cái từng phần có nhiêu đó à, từng phần cứ mũ, đa thức lượng giác, đa thức loga. Đó là từng phần thì nhanh lắm. Giờ chúng ta sẽ qua cái tích phân đổi biến số. Tích phân đổi biến số nó cũng tương tự như là nguyên hàm đổi biến số ấy, nhưng mà nó sẽ có một cái bước, đó là bước đổi cận. Bây giờ chúng ta sẽ xuống câu 1 luôn. Thầy sẽ làm xem câu 1 trang 68. Bây giờ em muốn làm câu nào trong năm câu này, mình sẽ lựa hai câu để làm. Mình sẽ làm một câu mũ lớn, một câu có mẫu nha. Là câu A đi thầy. Ok, câu A. Một cái mũ này rất là lớn, ta sẽ xử lý câu A. Mình sẽ đặt T bằng cái bên trong này. Vẫn là tính DT giống như là bình thường. DT trừ x là hành để x. Rồi, bạn gì cái gì nó liên quan tới sức khỏe chúng ta cứ ưu tiên. Rồi nhìn lại nè. Đối với nguyên hàm thì chúng ta không cần cái bước gọi là bước đổi cận, nhưng mà đối với tích phân là mình sẽ có cái bước đổi cận. Đổi cận như sao? Nói chung là đổi cận này thì đổi cận này cái cách trình bày thì trên lớp thì bữa này đi ngang qua thì thấy hình như là có kẻ một cái bảng trục. Sao cũng được chứ, mình có thể cận nè, ví dụ thầy có cận không nè với cận một, thầy thường hay như vậy để cho nó cùng cái thứ tự thôi chứ gì chứ. Không dưới một ở trên thì vẫn ghi không dưới một ở trên, còn kẻ trục như thế này vẫn được nha. U xin lỗi, x với t thì vẫn được bình thường, em quen cái này em làm cái đó, tại vì trên trường em học cái nào em cứ quen cái này em theo cái đó thôi. Thế ở đây mình đặt chỗ nào mình thế chỗ đó.
đặt chỗ nào thế chỗ đó. X bằng 1 thì mình sẽ có 1 trừ cho 0, xin lỗi, 1 trừ 1 bằng 0. Còn x bằng 0, x bằng 0 lắp vào x, 1 trừ 0 thì được 1. Rồi bắt đầu thế cậu A nè, nhìn vào cậu A mình có bao nhiêu cái cận đã đổi rồi. Cận đã đổi rồi. 1 trừ x đặt là t cũng xong. Dx, dx lát đẩy dấu trừ làm trừ dt cũng xong. Vậy còn mỗi cái thằng x này thôi. Chúng ta sẽ suy ra chỗ này. Rồi đây chúng ta tìm cái x nè. X chuyển qua, t chuyển ngược lại. Mấy cái này dễ sai dấu nha, nên là đừng chủ quan. Coi vậy thôi chứ mà có lúc chuyển qua 1 cộng t, t trừ 1 lum. Rồi bắt đầu thế nè. Tích phân y của chúng ta đổi hết toàn bộ luôn nha. Số 0 nè, số 0 nè, x bằng 0 tương ứng t bằng 1 thì đây thành 1. Đúng thứ tự luôn nha. X bằng 0 thì chuyển thành t bằng 1. Còn x bằng 1, x bằng 1. Số 1 ở trên nè, bây giờ là thành số 0. Cái cận thứ tự phải giữ đúng. Em thấy không? Cận 0 1, x bằng 0 thì ra t bằng 1 thì tương ứng đây. Chắc là để kéo cái mũi tên xuống cho em dễ thấy. Đây, số 0 này thành số 1 nè. Còn số 1 này là thành số 0 nè. Rồi, cái x, x 2 bằng 1 trừ t. Từ từ để thì thấy một lượt xong thì làm lại một lần luôn. X này thay bằng 1 trừ t, còn cái 1 trừ x này thay bằng t. Dx, dx thay bằng trừ dt, đẩy dấu trừ ra phía trước. Đổi cận nè. Cái chỗ đổi cận này nhìn vào cái chỗ mà mình đặt á, mình đặt chỗ nào mình đổi chỗ đó. Đây. Nè, hai cái cận của chúng ta là đây là đang theo x nè, cận 0 nè. Thì thế vào cái chỗ mình đặt á, mình đặt chỗ nào mình thế chỗ đó. 0 1 trừ 0 thì được 1. Còn cận 1 nè. Cận 1 ở đây nè. Một 1 trừ 1 được không? Được cái đó chưa thương? À, okay. Rồi nhìn cái thứ tự thì thế nè. Ở đây ngoài cái việc thế mấy cái x, mấy cái d này kia, thầy còn thế luôn cả cái cận. Nè, số 0 nè, số 0. Nãy số 0, x bằng 0 thì t bằng 1. Thấy không? Nên mới thành 1 nè. Cái cận nó phải đúng thứ tự luôn nha. Rồi x bằng 1 ở trên thì thành 0 chỗ này. Cận là phải đúng y luôn. Rồi đến cái x màu xanh này thay bằng 1 trừ t. Màu hồng thay bằng màu hồng. Màu vàng thay bằng màu vàng. Nhưng mà màu vàng nó có thêm dấu trừ thì đẩy dấu trừ ra đằng trước. Được cái bước thế chưa? Tất cả ổn bước thế nha.
bức thế nó cũng giống giống như nguyên hàm. Nguyên hàm thấy sao thì cái này thấy y vậy. Rồi bây giờ cái dấu trừ nè, thường á đối với nguyên hàm á thì chúng ta không có cách xử lý nhiều, nhưng mà đối với tích phân mình có vài cách để xử lý. Ở đây thì có thể bỏ dấu trừ, bỏ dấu trừ là đảo cận. Đây. Muốn mất cái dấu trừ này là đảo cái cận, cận không ở trên đảo xuống, cận một đổi lên. Mình có cái tính chất ấy, tính chất là đảo cận là đổi dấu. Muốn mất dấu trừ này là thầy đã tiến hành đảo cái cận. Số 1 đi lên, số 0 nhảy xuống. Còn bên trong này là một cái tích thì chúng ta nhân phân phối thôi. T mũ 19. T mũ 20. Rồi nguyên hàm. Nguyên hàm là T mũ 20 chia 20. T mũ 21 chia 21. Đối với tích phân chúng ta không cần trả về biến x. Vì chúng ta đã đổi cận rồi là mình không trả về biến x nha. Chú ý cái này. Nó khác cái nguyên hàm. Khi mà chúng ta làm nguyên hàm á, cuối cùng là chúng ta phải trả về biến x. Nhưng mà đối với tích phân là không cần. Không cần trả về biến x. Nhớ nha. Đối với tích phân không cần trả về biến x. Rồi 1 thế vào. 1 phần 20 trừ 1 phần 21. Còn không thì nó còn không rồi. Có còn nó. Quy đầu 21, 20 là 1. 1 phần... ta 420 nè. 21 nhân 2 420 đúng không? Được chưa? Được câu 3 chưa? Cái này cũng làm từ từ chứ cũng chưa có làm vội. Tổng qua không? Khác với nguyên hàm, chúng ta có một cái bước gọi là bước đổi cận. Và khi thế là chúng ta phải thế cái cận luôn. Không đổi cận là một lát tích phân của chúng ta sẽ sai. Được chưa? Có gì lấn cấn không? Được không? Thì lên. Giờ tiếp câu B luôn nha. Đang làm lại câu. Câu B. Chắc ta hãy cắt qua thì chắn sang một cái slide mới đi. Câu B số lượng. Rồi, ở đây cho nó thoải mái rộng rãi. Câu B chúng ta có cận từ 0 tới 50. Những bài như này người ta cố tình cho số lớn này. Cố tình cho số lớn để anh chị với em đi lỡ mà chúng ta bấm máy tính đó. Để thử coi con này bấm máy được. Vì mũ 50 thì chắc là máy tính vẫn còn ráng được. Nhưng mà để coi thử coi sao. Mũ 4 cận từ 0 đến 50. Đây nó hiện ra cái con số này. Cái là mình đứng rồi. Chúng ta sẽ làm tay. Số này rất là lớn. Theo các em bài này mình đặt T bằng cái gì? Thường học sinh hay bị cấn ngay bước đầu tiên đó là không biết nên đặt T bằng gì. Tuyết Nhi đặt T bằng gì Nhi? Đặt một cộng với mình. Một cộng với mình. Thật sự chúng ta cứ đặt thoải mái thì mình đặt sao mà một lát nữa mình thế lại được hết tất cả đều thế lại được. Ok. Đạo hàm vi phân hai vế. Một đạo hàm mất, hai x đạo hàm. X đạo hàm là hai x. X bình đạo hàm là hai x.
Rồi thầy dạy cho em là cái gì? Vi phân xong là phải nhìn lên đề bài. Đây, đó. Có rồi. Ít để ít, ít để ít. Đẩy con số 2 này qua bên đây. Đẩy con số 2 này qua bên đây là 1 phần 2 liền luôn. Và có cái bước đổi cận nha. Mình có một cái cận 0, một cái cận 50. Chuyển về T luôn. 0 thế vào. Không thế vào được 1. Còn 50 căn 50 bình phương là bao nhiêu? 2500. 50 bình phương cộng 1. 2501. Đó là đổi cận nha. Rồi bắt đầu tích phân y. Đổi hết toàn bộ. Cận 0, cận 0 theo x chuyển về T là thành 1. 50 là thành 2501. 1 cộng x bình mình thành T, vậy là mình có T mũ 4. Còn x dx mình thay bằng 1 phần 2 dt. T mũ 4 nguyên hàm và T mũ 5 chia 5. Chia 5 mà thêm 2 nữa là thành chia 10. Vậy là thành T mũ, xin lỗi, thành 2501 mũ 5 chia 10 trừ cho 1 phần 10. Đây là kết quả cuối cùng của mình. Không cần trả về biến x nha. Nhớ, đối với tích phân không cần trả về biến x. Cái câu này thì nó dễ. Nhưng mà cái đổi biến thì tùy bài, là có bài đổi biến rất là nhanh, nhưng mà cũng có bài đổi biến rất là rắc rối, rầm rà. Và đổi biến là một trong những cái khá là đa dạng nha. Thời gian còn lại em ta làm tiếp đi. Tại còn vài câu nữa. Chúng mày cũng đang làm từ từ thôi chứ không có làm nhanh. Từ từ ta tạ. Là có cái gì không được em nói liền luôn nhé. Mấy đài bài đầu thì cũng chặn chắc để em có sự tự tin. Đây là một bài mà nó có mẫu là bậc 2 đây. Có mẫu là bậc 2. Tử là bậc 3 thì có thể là chúng ta tiến hành chia, chia là thương cộng dư chia mẫu. Hoặc là chúng ta có thể xử lý theo cách khác. Nhưng mà khi mà cái mẫu của mình mà đã vô nghiệm rồi đó, x bình cộng 1 đã vô nghiệm rồi là chúng ta không có tách theo AB được. Không dùng kỹ thuật đồng nhất AB được. Mà cái đó chúng ta thường là chúng ta đặt T bằng cái mẫu. Nên là những cái bài vô nghiệm á, chúng ta có nhiều cách. Nhưng mà một trong những cách mà mình phải suy nghĩ đến đầu tiên là nên đặt T bằng cái mẫu coi sao. Coi cái việc làm nó có tốt hơn không. Nếu tốt hơn thì chúng ta cứ theo nó. Đặt T bằng mẫu nha.
vi phân liền luôn, 2x dx, 2x dx. Vậy tự nó lại phát sinh ra cái x dx giống nãy. Đặt tên là ngay lập tức phải nhìn lên đề bài. Nhìn lên đề bài coi có x dx không? Không có thì mình phải làm cho nó xuất hiện x dx. Thì xuất hiện x dx bằng cách chúng ta tách x mũ 3 ra là x mũ 2 để cho nó có cái x dx liền luôn. Để cho cái x dx này lát mình thấy được. Đây. Cộng 1 là 0.1. Vậy là mình tự động mình phải biết chỗ này thành 1/2. Rồi xem lại coi mình đã thế được hết chưa. X đi x xong, cái mẫu lần t cũng xong. Giờ còn cái ông x bình này thì mình cũng quá là quen rồi. Quá là quen rồi. X bình sẽ bằng t trừ 1. Vậy là một lát mình sẽ thế ba vị trí rồi. Và còn cái cận, nhớ đổi cận. Tích phân là phải đổi cận. Thế một tê á, tê đặt chỗ nào thì thế chỗ đó. Đặt chỗ nào thì thế chỗ đó. Không, x bằng 0 là tê bằng 1. X bằng 1 là tê bằng 2. Rồi tiến hành thế. Thế hết toàn bộ từ cái cận cận 0,1 bây giờ thành cận 1,2. X bình thay bằng t trừ 1. X dx thay bằng 1/2 dt. Cái mẫu thay bằng t. Nó tạm dừng ở đây để coi nắm được tới đây chưa cái nè. Nắm được một loạt bước thế của thầy chưa? Từ thế cận cho đến thế x đi x cho đến thế cái mẫu. Ổn tới đó không Trang? Được chỗ âm thương. Thường tới đây nè, cái độ khéo léo nó sẽ ở đây. Thường tới đây là thì sẽ hay kéo cái số 1/2 ra ngoài đó, thì em có để 1/2 nó nằm ở trong gì đâu. 1/2 nằm trong như này rất là vô duyên, chúng ta kéo số ra ngoài. Kéo hẳn 1/2 ra ngoài luôn. Và chúng ta còn t trừ 1 chia t. T trừ 1 chia t thì mình chia luôn. T chia t được 1. 1 chia t, 1/t. Đó là một cái phép chia mà. Đó. Như thế này nó mới đẹp. Rồi, nguyên hàm thôi. 1/2 vẫn giữ nguyên. 1/2 vẫn giữ nguyên. Nguyên hàm của T, xin lỗi, nguyên hàm của 1 là T nha, đừng có ít à. Đang theo biến T là thành T. 1/T là log này bé. Cận từ 1 tới 2, rồi thế vào. Cận 2, 2 trừ log này bé của 2.
trừ cho cận 1. 1 là hành 1 trừ log này b 1. Log này b của 2. Thu gọn lại nè. Số trước nha, 2 trừ 1 là 1. Còn ln1 là bằng 0. Những bài này này trắc nghiệm người ta cho theo kiểu đi là a rồi trừ cho b phần c log 2 gì đó, thường thường nó hay cho vậy lắm, rồi yêu cầu tìm a cộng b trừ c. Còn đây thầy đang tập cho em đặt t nên thầy vẫn chưa có ráp trắc nghiệm và Ansuta lâu nay nó 2-3 ngày nay bị lỗi tên miền sao đó. Thấy người ta cũng đang post trên Facebook, hình như là bị giống như là đối tác tấn công, những cái đối tác khác tấn công hay là học sinh thuê hacker hack làm sao cũng biết. Thấy lên cái gì luyện thi đại học 2K4 luyện thi đại học mà thấy cũng thù ghét cái ông tạo ra Alpha, cũng khổ chứ. Đôi khi tạo ra những cái sản phẩm để phục vụ cho học sinh mình cũng bị học sinh chửi. Thôi mình tới đây nha. Rồi thứ sáu mình tiếp. Thứ sáu chắc là thầy sẽ một nửa hình, một nửa số. Cái phần số thầy sẽ tiếp cho nó xong cái đổi biến. Còn hình thì thầy sẽ qua cái phần phương trình bắc cầu cho nó cũng kết thúc. Rồi sang tuần sau mình sẽ ngược lại, mình sẽ học hình nhiều hơn, học số ít lại. Tuần này thì đang đẩy cái phần số, phần tích phân thì khá là nhiều. Rồi chúng ta tới đây ha, tới đây mình để thành xuất file. Rồi mình nghỉ nhé. Rồi, chào mọi người.